Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự và xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây là những tin chính được phát sóng trong chương trình. Kính thưa quý vị, chịu ảnh hưởng của lượng mưa lớn, một cơn bão khác sắp đổ bộ, tình hình lũ lụt trên đất liền vẫn còn khá gay gắt. Theo thống kê của Bộ Thủy lợi, tính đến nay hơn 60 sông hồ, trong đó có một số phụ lưu của thượng lưu sông Dương Tử và đoạn thông quan ở trung lưu sông Hoàng Hà vẫn vượt quá mức cảnh báo và đã vào cuộc kiểm soát lũ. Theo Nhân dân Nhật báo, trạm liêu Ngô Tan trên dòng chính sông Dương Tử đã liên tục vượt quá cảnh báo trong 46 ngày. Vừa qua, trận lũ số 5 năm nay trên sông Hoàng Hà đã diễn ra. Và ngày hôm qua, hồ chứa Tam Hiệp sẽ gây ra trận lũ lớn nhất kể từ khi xây dựng hồ chứa, với lưu lượng ước tính là 76.000 m3 mỗi giây. Theo Chu Minh Hùa, Giám đốc Phòng chống lũ lụt của Cục Phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán thuộc Bộ Tài nguyên nước của Đại lục, mực nước của hồ chứa Tam Hiệp đã tăng 1,18m trong một ngày và dự kiến dâng lên tối đa khoảng 166,3m, chỉ cách mực nước dâng bình thường 8,7m. Sông Hoài Hà bị ngập lụt một lần trong 10 năm. Liu Jingyun, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Trung tâm Theo dõi và Dự báo Thủy văn và Tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên nước Đại lục, cho biết dự kiến lượng mưa mùa thu ở miền Tây Trung Quốc có thể nhiều hơn một chút trong năm nay và vẫn còn khả năng xảy ra một trận lũ khác với số lượng hơn 50.000 m3 mỗi giây ở thượng lưu sông Dương Tử. Ngoài ra, kể từ khi cơn bão số 7 Hikot đổ bộ vào bờ biển huyện Jiwan, thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông và đổ bộ sau khi mạnh lên ngoài khơi, sức gió tối đa đạt cấp 12 sẽ mang lại thiệt hại cục bộ cho Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Quý Châu và các nơi khác. Chịu ảnh hưởng của bão, khả năng cao xảy ra thiên tai lũ lụt, lũ quét sườn núi trên các sông vừa và nhỏ trong vùng mưa bão. Chu Minh Hoa cho biết, dòng chảy ra của hồ chứa Tam Hiệp đã tăng từ 44.000 m3 mỗi giây lên 48.000 m3 mỗi giây, giảm gánh nặng cho hồ chứa Tam Hiệp và vùng thượng lưu hồ chứa. Công tác phòng chống lụt bão và ứng cứu khẩn cấp năm nay sẽ diễn ra trong thời gian dài, chiến tuyến cường độ cao, tất cả các địa phương, ban ngành phải kiên quyết khắc phục tâm lý tê liệt, lỏng lẻo. Các lĩnh vực liên quan cần tiếp tục làm tốt công tác phòng chống thiên tai lũ lụt trên núi và đảm bảo an toàn cho các hồ chứa vừa và nhỏ. Thưa quý vị, sau khi đoạn video Long Kagu gặp lũ quét được lan truyền trên mạng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Một số ý kiến đặt câu hỏi rằng mặc dù thung lũng Long Cao không phải là một địa điểm thu hút khách du lịch được quy định, nhưng có rất nhiều lời giới thiệu về địa điểm này trên nhiều nền tảng xã hội. Một số nền tảng video ngắn thậm chí còn quảng bá thung lũng Long Cao là một thắng cảnh nổi tiếng ở Bành Châu. Tại sao lại như vậy? Chính quyền địa phương không có biện pháp hiệu quả để khuyến khích và giám sát. Thung lũng Long Cao ở Bành Châu, Tứ Xuyên là kênh xả lũ, rất đông du khách xuống nước vui chơi. Trận lũ quét bất ngờ khiến 4 người chết và 9 người bị thương. Tin tức thượng nguồn từ đại lục cho biết, để ứng phó với thảm họa núi lửa xảy ra ở Long Kagu, thị trấn Long Môn Sơn, thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Cục Quản lý Khẩn cấp thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên cho biết, vào lúc 19h30 phút ngày hôm đó xảy ra trận lũ quét núi đã làm 4 người chết, 3 người bị thương nặng, 6 người bị thương nhẹ. Những người bị thương đã được đưa đi bệnh viện điều trị. Thưa quý vị, gần đây, khu vực phía Nam đã hứng chịu lượng mưa lớn liên tiếp và lượng mưa hàng ngày ở nhiều nơi đã vượt quá giá trị cực đoan lịch sử. Sông Dương Tử cũng trải qua trận lũ lụt năm nay. Đài quan sát khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo màu cam về mưa lớn trong 2 ngày liên tiếp và Bộ Quốc phòng cũng đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ lụt lên cấp 3. Vừa qua, thành phố Vũ Hán đã hứng chịu trận mưa lớn, nước đọng ngang thắt lưng xuất hiện ở các khu vực thuộc quận Hangpi của Vũ Hán, Quan Chan, Luji, Lutai, Yayu, Vilat và những nơi khác và nhiều nơi đã bị mắc kẹt. Hình ảnh cho thấy các nhân viên cứu hỏa và binh sĩ chuyển những người bị mắc kẹt ở phố Quan Chan, quận Gompi. Lượng mưa ngày càng nhiều ở Nam Bộ đã vượt ngưỡng cực trị, công tác ứng phó khẩn cấp với thiên tai khí tượng lần lượt được nâng cấp. Tin tức từ Đài quan sát khí tượng Trung ương cho thấy đã có mưa to đến rất to và mưa to cục bộ ở Đông Bắc Hồ Bắc, Bắc Hồ Nam, Đông Nam Hà Nam, Trung An Huy, Trung Giang Tô và Nam Quảng Tây. Mưa cục bộ ở Tân Dương ở Hà Nam, Chao Hu ở An Huy và Phan Trinh Gang ở Quảng Tây đạt 150-298mm. Lượng mưa cục bộ theo giờ ở Đông Bắc Hồ Bắc và những nơi khác là 60-80mm. Ngoài ra, từ ban ngày đến đêm, lượng mưa hàng ngày ở Mang Cheng, Jingmeng, Songxiang, Wangpi và những nơi khác ở Hồ Bắc đã phá vỡ mức cực đoan lịch sử kể từ khi ghi nhận kỷ lục khí tượng địa phương.
Đến 18 giờ ngày hôm qua, Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo màu cam đối với mưa lớn và cảnh báo màu vàng đối với gió mạnh trên biển. Cục khí tượng Trung Quốc và các bộ phận liên quan đã cùng ban hành cảnh báo rủi ro khí tượng thiên tai địa chất và cảnh báo khí tượng thiên tai núi lửa. Tổng cục khí tượng Trung Quốc cũng nâng cấp ứng phó khẩn cấp cấp 3 đối với các thảm họa khí tượng mưa lớn lên cấp 2 vào lúc 18 giờ cùng ngày. Và chỉ một ngày trước, hệ thống ứng cứu khẩn cấp vừa được nâng cấp từ cấp 4 lên cấp 3. Đài quan sát khí tượng Trung ương dự báo trong những ngày tới sẽ có mưa to ở khu vực Đông Nam, Tây Nam, Trung và Đông Giang Sơn, Nam Hoàng Hà, Giang Tây, Hồ Nam và phần phía Bắc của sông. Trong đó có mưa to đến rất to hoặc mưa rất to ở các khu vực Trung và Bắc Giang Tô, An Huy, Đông Hồ Bắc, Tây Bắc Hồ Nam và Đông Nam Quý Châu. Cục bộ có mưa đối lưu mạnh như dông trong thời gian ngắn và gió giật mạnh tối đa hàng giờ, lượng mưa là 60-80mm. Mưa khiến hơn 30 người chết và mất tích ở 11 tỉnh, nhiều thành phố ở Hồ Bắc bị ngập lụt. Theo thông tin từ Bộ Dân Chính, trong những ngày qua, lượng mưa lớn vẫn tiếp tục ở khu vực Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, dọc theo sông Dương Tử và các khu vực phía Tây Nam. Tính đến 9 giờ hôm nay, lượng mưa lớn đã khiến Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Bắc và Hồ Nam, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam và các tỉnh khác đã bị lũ lụt, lở đất và các thảm họa khác, đã khiến 2,772 triệu người tại 133 quận thành phố ở 37 thành phố quận tự trị thuộc 11 tỉnh nói trên, 14 người chết, 20 người mất tích và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 3,14 tỷ nhân dân tệ. Hồ Bắc hứng chịu lượng mưa mạnh nhất trong năm nay và trở thành khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Báo cáo thiên tai của Sở Nội vụ tỉnh cho thấy lượng mưa đã ảnh hưởng đến 1,6501 triệu người ở 15 thành phố và tiểu bang trong tỉnh, với 6 người chết và 4 người mất tích. Theo thống kê, tính đến 13 giờ cùng ngày, 38 quận và thành phố đã bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 110,86 nghìn ha, thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 591 triệu nhân dân tệ. Đợt mưa xối xả này cũng dẫn đến các tình huống nguy hiểm như ngập úng đô thị, lũ lụt tăng vọt và sạt lở đất ở Wuhan, Guangxi, NC Lichuan, Xigao, Wandu, Guanggang, Lothian, Jinmen và những nơi khác. Vào lúc 14 giờ cùng ngày, dòng chảy vào của Tam Hiệp đạt 50.000 m khối mỗi giây. Đây là đỉnh lũ lớn nhất mà hồ Tam Hiệp đã đạt được kể từ mùa lũ năm nay. Khi đỉnh lũ qua biên giới, hồ chứa nước Tam Hiệp có vai trò ngăn chặn lũ và giảm đỉnh, giảm gần 40% lượng lũ. Hiện tại, khu vực hồ chứa nước Tam Hiệp và đoạn sông Tam Hiệp đã thông xe. Hình ảnh cho thấy khu vực hồ chứa nước Tam Hiệp mở cửa cho hàng hải và các tàu đang chở một cách trật tự ở phía thượng nguồn của đập Tam Hiệp. Thời gian gần đây, mưa lớn thường xuyên xảy ra trên phạm vi cả nước. Mực nước các sông dâng cao, nhiều sông xảy ra lũ quá mức, thậm chí vượt mức đảm bảo an toàn, nhiều tỉnh đã xảy ra lũ lụt. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn ở khu vực hồ chứa, lúc 14 giờ, hồ chứa Tam Hiệp ở thượng nguồn sông Dương Tử có lưu lượng đỉnh 50.000 m khối trên giây và là trận lũ số 5 của sông Dương Tử năm nay. Ngoài ra, tính đến 8 giờ ngày hôm qua, mực nước trung bình của hồ Thái Hồ đã đạt 4,35 m, vượt mức cảnh báo 0,55 m. Theo bản tin tình hình nước của Cục Thủy văn sông Dương Tử trong 5 ngày tới, mực nước từng trạm ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử sẽ lên, mực nước đoạn Jiangli đến Lushan sẽ lên đến mực nước cảnh báo khoảng 13,8 m. Để đối phó với đỉnh lũ, Cục An toàn Hàng hải Tam Hiệp đã triển khai cảnh báo khí tượng cấp 3 màu vàng vào lúc 18 giờ, đồng thời ban hành thông báo về mưa lớn ở thành phố Nghi Sương và sự gia tăng dòng chảy của đập Tam Hiệp, nhắc nhở tất cả các tàu và các đơn vị liên quan tăng cường túc trực, bám sát diễn biến của tình hình thời tiết, nguồn nước để có biện pháp phòng tránh trước. Vào lúc 14 giờ, lực lượng phòng vệ quốc gia đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ lụt lên cấp 3 và cử 6 nhóm công tác đến các lưu vực sông Hồ Nam, Giang Tô, Chiết Giang và Thủy Dương trên cơ sở 4 nhóm công tác được cử đến Hồ Nam, lưu vực sông Giang Tô, Chiết Giang và Thủy Dương, trước đó Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Trùng Khánh và những nơi khác hỗ trợ và hướng dẫn công tác kiểm soát lũ lụt. Ngoài ra, công tác khắc phục khẩn cấp 115 vụ sạt lở bờ ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử ảnh hưởng đến an toàn mùa lũ năm nay đã hoàn thành. Một số bộ phận và nhân viên liên quan đến khí tượng, kiểm soát lũ lụt và các vấn đề hàng hải, quản lý đường bộ và dân sự ở Hạ Lưu sông Dương Tử đang ở chế độ chờ. Các công dân sống trên phố Yi Kang, Nam Kinh ra vào khu dân cư trong cảnh nước đọng,
Cùng ngày, một trận mưa lớn ập xuống Nam Kinh đã ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân địa phương. Cục khí tượng Trung Quốc, các hiện tượng mưa cực đoan thường xuyên xảy ra ở nhiều nơi trong tháng này. Vừa qua, Cục khí tượng Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp báo giới thiệu rằng các đặc điểm thời tiết và khí hậu quốc gia trong tháng này như sau. Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc cao thứ 3 trong cùng thời kỳ trong lịch sử, lượng mưa cao hơn bình thường 16,4% và các hiện tượng mưa cực lớn đã xảy ra ở nhiều nơi. Cục khí tượng Trung Quốc cho biết lượng mưa trung bình trên toàn quốc là 110,9mm, cao hơn 16,4% so với mức 95,3mm của cùng kỳ năm trước, cao thứ 5 kể từ năm 1951. Trong số đó, phía Bắc Đông Bắc, Trung và Tây Nội Mông, Hoàng Hoài, Đông Giang Hoài, Bắc Giang Nam, Bắc Tân Cương, Tây Cam Túc, Tây Tạng và phần trung tâm phía Nam cao hơn từ 20% đến 100% và khu vực địa phương cao hơn 100%. Hầu hết các phần phía Nam và phía Đông của Tây Bắc Trung Quốc, Tây Nam, Giang Nam và một phần của Nam Hoa Nam có tỷ lệ thấp hơn 20% đến 50%, trong đó phía Nam Tân Cương là dưới 50% đến 80%. Ngoài ra, các hiện tượng mưa cực đoan thường xuyên xảy ra ở nhiều nơi trong tháng. Tính đến nay, tổng cộng 69 trạm trên toàn quốc đã trải qua các hiện tượng mưa hàng ngày cực đoan, chủ yếu ở phía Tây Đông Bắc Hoàng Hoài, Giang Hoài, Bắc Giang Nam và Đông, Tây Nam Trung Quốc. Trong số đó, như Xi'an ở An Huy 295,2mm, ở Quảng Đức 276,6mm, Hunan Hunju 257,6mm, Zhejiang Hunju 227,6mm và 10 trạm khác có lượng mưa hàng ngày vượt qua mức cực đoan lịch sử. Tính đến nay, 26 trạm trên toàn quốc đã trải qua các trận mưa liên tiếp cực độ, bao gồm lượng mưa 15 ngày liên tiếp ở Đồng Giang và ở Hắc Long Giang và 10 ngày liên tiếp ở Ao Han Bainer ở Nội Mông, cả hai đều vượt quá mức cực đoan lịch sử. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại!